xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 1. Ngày hôm nay cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo và cũng là bài học cuối cùng rồi các con ơi. Đây là bài học cuối cùng trong chương trình của chúng ta rồi. Và bài này là bài số 13, Unit 13. Để bắt đầu thì các con hãy lật sang trang sách số 58 và trang sách số 59 để chúng ta có thể bắt đầu với Lesson 1 các con nha. This is the letter M. The letter M makes the M sound. Moon. Mouse. Milk. Vậy là ba từ mới mà ngày hôm nay chúng ta học được. Đầu tiên ở đây là hình của mặt trăng. Và mặt trăng ở trong tiếng Anh được đọc là Moon. Moon. Tiếp theo ở đây là một con chuột. Và con chuột ở trong tiếng Anh được đọc là Mouse. Mouse. Và cuối cùng ở đây là một cái bình đựng sữa. Và sữa ở trong tiếng Anh thì được đọc là Milk. Milk. Bây giờ chúng ta hãy listen, point and repeat các con nha. M. 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 Moon. 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 Mouse. 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 Milk. 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 Phần now color thì các con tự làm các con nha. Chúng ta đến phần look and listen. Các con hãy bảo đảm rằng mình có giấy bút để viết theo các con nha. M. M. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2, listen and point. Nhìn vào bức tranh này thì chúng ta thấy là có 3 nhân vật. Đầu tiên là một cô này có vẻ là mẹ của chú bé này. Và bên này là một chú bé đúng không nè? Và cuối cùng là một con chuột rất là dễ thương đang uống sữa. Và trên này thì có mặt trăng. Bây giờ chúng ta xem thử là các nhân vật trong này nói cái gì các con nha. Oh! Can you see the moon? Con có nhìn thấy mặt trăng không? Can you see the moon? Can you see the mouse? Mẹ có nhìn thấy con chuột không? Can you see the mouse? Can you see the milk? Mẹ có nhìn thấy sữa không? Can you see the milk? Bây giờ chúng ta listen and point các con nha. Oh. Can you see the moon? Can you see the moon? Can you see the mouse? Can you see the mouse? Can you see the milk? Can you see the milk? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần tiếp theo. Now color. Vậy là ở đây chúng ta chỉ cần tô màu vào mặt trăng và bình sữa và con chuột. Nên là các con tự tô màu các con nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Tree, chant and show. Các con hãy sẵn sàng để chúng ta có thể hát theo các con nha.
M, m, m. Mouse. Mouse. M, m, m. M. Milk. M, m, m. Milk. Milk. M, m, m. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi, bây giờ là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với lại lesson 2. Nên các con hãy lật sang trang sách số 60 để chúng ta bắt đầu các con ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4, listen, read along. Can you see the moon? Bạn có nhìn thấy mặt trăng không? Can you see the mouse? Bạn có nhìn thấy con chuột không? Can you see the milk? Bạn có nhìn thấy sữa không? Can you see the mouse on the moon with some milk? Bạn có nhìn thấy con chuột ở trên mặt trăng với một vài sữa hay không? Bây giờ chúng ta listen read along các con nha. Can you see the moon? Can you see the mouse? Can you see the milk? Can you see the mouse on the moon with some milk? Bây giờ chúng ta đến phần 5, song. Các con hãy sẵn sàng để chúng ta có thể hát theo bài hát các con nha. Mandy Mouse is on the moon. Mandy Mouse is on the moon. Mandy Mouse is on the moon with some milk. Mandy Mouse is on the moon. Mandy Mouse is on the moon. Mandy Mouse is on the moon with some milk. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng, đó là lesson 3. Lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 61 của các con, nên hãy lật sang trang 61 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6, listen and circle yes or no. Phần này thì nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta hãy nghe âm thanh và chúng ta xem thử là cái âm thanh đó có trùng khớp với cái hình này hay không. Ví dụ nếu như nó trùng khớp thì chúng ta sẽ chọn là yes. Và nếu như không trùng khớp thì chúng ta sẽ chọn là no. Bây giờ chúng ta bắt đầu các con ha. Mouse. Lollipop. Kitten. Moon. Jelly. Milk. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của lesson 3 các con nha. Bên này thì chúng ta thấy có một con khỉ nè, đúng không? Và con khỉ ở trong tiếng Anh được đọc là Monkey. Monkey. Các con đọc theo nha. Monkey. 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 Moon. Mouse. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 3 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôn lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn các con nha.
M. 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 Moon. Moon. Mouse. Mouse. Milk. Milk. Monkey. Monkey. M. Monkey. M. Monkey. Milk. M. Milk. Mouse. M. Mouse. Moon. M. Moon. Monkey. M. Monkey. Milk. M. Milk. Mouse. M. Mouse. Moon. M. Moon. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 13 và cũng là bài học cuối cùng của chương trình Mindfulness Grade 1 rồi. Cô Bella sẽ rất là nhớ các con và thương các con rất là nhiều. Tuy nhiên là đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi, nên là một lần nữa cô Bella cảm ơn các con rất rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong suốt chương trình Mindfulness Grade 1. Cô chúc các con luôn luôn khỏe, học thật là giỏi nè, luôn ngoan nè, nghe lời ba mẹ, nghe lời ông bà, nghe lời thầy cô và anh chị các con nha. Và hẹn gặp lại các con ở chương trình Mindfulness Grade 2 các con nha. Bye bye!